Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống. Bản thân nhà chùa cũng là một du học ni sang đất nước Nhật Bản học với một cái ước mơ ngày xưa, cũng nghiên cứu thích văn hóa, tôn giáo, tập tục, đất nước, rồi con người của Nhật Bản. Đầu tiên thì tính là du học xong sẽ quay về nước để phụng sự với giáo hội, giảng dạy ở những cái môi trường của Đại học Phật giáo. Tuy nhiên rằng trước một cái ước nguyện như vậy, thì đúng cái ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất kinh hoàng xảy ra ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản và đã đem tới một cái sự thương tiếc cũng như là một cái trận động đất mà kinh hoàng, dấn động cả thế giới. Thì lúc bấy giờ, những các em thực tập sinh, sinh viên của chúng ta đang định cư, học tập, làm việc ở vùng Đông Bắc, các bạn đó bị khủng hoảng, lo âu, sợ hãi và muốn có một cái phương tiện nào đó để rời khỏi ngay cái chỗ nguy hiểm, bởi vì hàng ngày, hàng giờ, hàng khắc là chấn động của động đất lúc nào cũng rung, một ngày có khi là mấy chục lần. Cho nên là các bạn mới gửi thư cầu cứu và chúng tôi cũng kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đưa 84 công dân của chúng ta từ vùng nguy hiểm nhất để lên trên Tokyo an lành. Thì lúc bây giờ chúng tôi chỉ có 2 kg gạo với lại là những cái cơm mà để tủ đông. Thì chúng tôi rã cơm đông ra cùng với 2 kg gạo đó để nấu lên một cái nồi cháo yêu thương. Người Việt Nam ta hay lắm thưa chị. Bình thường thì không sao, nhưng mà có cái vấn đề gì xảy ra, cái sức mạnh đoàn kết, rồi sự chia tay chung sức chung lòng và san sẻ chia sẻ lẫn nhau rất là mạnh. Chỉ có một nồi bát cháo thôi mà 84 các bạn chia nhau ra dùng. Trong đó các bạn có bánh, kẹo, mì, rồi là lương thực, thực phẩm đều đem ra và sử dụng. Và mãi sau này động đất ở vùng Kumamoto năm 2016, rồi sau đó tới cái dịch đại dịch Covid xuất hiện trên toàn cầu. Lúc bây giờ Nhật Bản cũng nhiều người nhiễm và tỷ lệ người tử vong cũng khá là cao trong đầu mùa dịch như vậy. Thì kéo theo cái tình trạng là những công ty phá sản, các bạn thực tập sinh xuất khẩu lao động của chúng ta bị thất nghiệp, rồi không có công ăn việc làm, không có nhà cửa, cũng như là chưa có chuyến bay về nước. Cho nên là những cái hoàn cảnh đó nay đây mai đó trôi dạt mọi nơi. Và cuối cùng rồi các bạn tìm đến cái nơi gọi là nơi tâm linh tối cao đối với các bạn, đó chính là ngôi chùa của chúng tôi ở đây. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam đã đồng hành với chúng tôi để làm nên thành công chung của chương trình. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.